đại nghĩa sĩ Tân Dân Chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng thanh. Tôi xin phép tôi chia sẻ về cái chủ đề là Tổng thống Đào Minh Quân là nhà nhạc sĩ. Thì tất cả mọi người đều biết rằng là Tổng thống là ai cũng biết đến là một nhà lãnh đạo chống cộng rất là không khoan nhượng. Ông có những bài diễn văn hùng hồn mà đâm thép khi nói đến cái là chính quyền cộng sản tại Việt Nam. Nhưng mà cái lời nói hùng hồn tha thiết của ngài đi tận vào tâm phế của người nghe, làm động tâm những người chưa quan tâm về đất nước. Ngài cũng thể một sự tha thứ hiếm có, đều chỉ có ở những nhà tu hành đắc đạo với tôn chỉ chiêu hiền những kẻ lầm đường lạc lối, với những câu nói bất hủ: bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Ngài chủ trương dùng tình thương xóa bỏ hận thù để lấy đất nước trong hòa bình, để bảo tồn nguyên khí của đất Việt nhằm cái lực lượng chống lại tàu cộng trong tương lai. Ít ai biết được rằng Tổng thống còn là một nhà nhạc sĩ tài ba. Ông đã sáng tác nhiều bài nhạc, tuy rằng không phổ biến ra ngoài, nhưng mà mỗi bài nhạc đó nó đều mang lại cho mọi người, khi mà chúng ta nghe ra đó, thì lúc nào nó cũng gói ghém cái lòng yêu tổ quốc, yêu đất nước, yêu dân tộc ở trong từng cái lời nhạc của ông. Thì chẳng hạn như tôi lấy một cái bài hát Một Lời Thề. Quý vị có bao giờ nghe một ông nhạc sĩ nào mà sáng tác một cái câu mà nói về bà mẹ Việt Nam mà ngồi bao năm rồi mẹ khâu tim vụn vỡ, tức là ở đây cái lòng của tổng thống đó là nhìn thấy cái đất mẹ Việt Nam nó tan hoang, nó đau khổ bao nhiêu năm rồi. Thành ra là ông khi mà ông sáng tác là ông đặt ra một cái câu bài nhạc là: bao năm rồi mẹ khâu tim vụn vỡ. Rõ ràng là hình tượng quả tim vụn vỡ để so sánh với một đất nước Việt Nam đang bị tan nát thành từng mảnh vụn. Tim mẹ Việt Nam đã bị bọn cộng sản tham tàn, xuẩn ngốc phá nhát thành nhiều mảnh vụn, rồi văn hóa suy đồi, tình người trở thành chuyện cổ tích, đạo đức hèn kém, chính nghĩa nhường chỗ cho sự tàn ác lên ngôi. Thì chúng ta cũng thấy rồi đó, mỗi ngày sự ở Việt Nam, sự chém giết xảy ra như cơm bữa luôn, mà nó đều vô lý. Cha giết con, ông hãm hiếp cháu, ví dụ vậy đó, là đạo đức nó quá ư suy đồi rồi. Nhưng mà cái nước mẹ Việt Nam vẫn còn một cái hy vọng là nhớ đàn con ly tán bốn phương trời. Đất mẹ Việt Nam vẫn hy vọng là một ngày nào đó có những người con từ khắp nơi chung tay một lòng để quay về, để dẹp tan giặc cộng. Nhưng mà cái sự chờ đợi của người mẹ Việt Nam đó, cũng như giống như là cái sự lòng kiên nhẫn của tổng thống, thì ông đưa ra cái câu: ngày lại ngày đợi trông khô mắt lệ. Cái đó cũng là cái cảm giác của tổng thống khi mà ngày lại ngày ông vẫn không làm gì được cái đám giặc cộng, mà lại trào ra rồi lại khô đi. Nhưng mà cho dù như thế nào thì cái lòng mà yêu nước, yêu dân, yêu đất nước của tổng thống luôn luôn lúc nào cũng rất là cao trào. Ông lúc nào cũng hứa: con sẽ về, con sẽ về, mẹ ơi, con sẽ về. Đó rõ ràng là những cái gì còn tim, còn máu, còn nhịp đập. Thì những người con yêu nước không bao giờ quên đất nước, tổ quốc. Quý vị có thể nghe một cái, coi giờ quý vị nghe một cái lời của một nhạc sĩ nào nói như vậy không? Máu còn đây, tim còn đây, con không quên tổ quốc. Tức là mỗi ngày, mỗi giờ, cái lòng yêu dân, yêu nước
của tổng thống lúc nào cũng tràn đầy. Nếu mà đã còn máu mà tim còn đập thì cái lòng yêu nước đó vẫn còn không bao giờ thay đổi. Rồi cái tiếng nhạc, tiếng lòng của tổng thống cũng là đi vào giấc ngủ từng ngày từng giờ luôn. Giặc còn kia, thù còn kia, làm sao con yên giấc? Giận sôi gan, nung nấu tim hồng. Tôi chưa từng thấy một cái nhạc sĩ nào hay là trước đến giờ, kể cả hai miền luôn, mà có được cái cảm xúc mạnh mẽ vào trong nhạc như vậy. Và rõ ràng là đàn anh Quốc Trọng lúc nào cũng hằn sâu trong tâm trí của những người yêu nước, những người không hề chấp nhận chủ nghĩa phi nhân bản Mác Lê, thực chất là chủ nghĩa cộng sản đại đồng, tam vô, vô tổ quốc, vô gia đình, vô biên giới, quyết không đợi trời chung cùng giặc nước, quyết đánh tan tà thuyết Mác Lê. Cái đó là lòng quyết tâm của tổng thống cũng như là của những người yêu nước, ngày lại ngày chúng ta ôm trong tim, không bao giờ chúng ta quên cái chuyện đó. Mà có ai mà kêu gọi tới cái lời thề như thế này: hồn núi sông linh thiêng chứng giám, nếu không về chết không nhắm mắt. Thành ra là cái sự mà nung nấu để mà cứu đất nước, cứu dân cứu dân tộc cho khỏi cái họa diệt vong, là nó lúc nào nó cũng chảy trong máu huyết, trong tâm can của tổng thống. Mà tổng thống còn phải đặt một cái lời thề độc để luôn luôn nhắc nhở rằng mình phải quyết định phải quay về để diệt cộng sản, nếu không sẽ là tội nhân thiên cổ của người dân Việt Nam. Nếu quên thù đất chẳng dung thân, nếu yêu hèn tan xác quê người. Quý vị có thể thấy không, có nhạc sĩ nào từ xưa đến giờ mà có những cái dòng nhạc mà từ máu, từ lệ, từ trong tâm chảy ra như vậy. Người ta nói thơ là người, nhạc là người, thì trong cái lời nhạc của tổng thống cũng đưa ra đầy đủ tất cả những cái tính cách của một người lãnh đạo gần như là không có trong cái thời buổi hiện đại bây giờ, chẳng hạn như là lòng yêu đất nước, yêu nhân dân, lòng kiên nhẫn và lòng khoan dung. Và cái chuyện đó là nhất định tổng thống mà cũng về tất cả những người yêu nước phải là hứa với dân tộc mình là phải làm được. Mẹ đừng lo, con sẽ trở về trong tiếng hùng ca. Cái đó là ngay từ cái ngày mà tổng thống bước chân vào cái việc chống cộng, tổng thống đã nghĩ đến rất là nhiều những cái bước sâu xa về sau này. Thành ra là ngày chiến thắng chắc chắn là sẽ tới, ở trong cái tâm tưởng, ở trong tâm tưởng, ở trong cái lời nhạc và cũng như là tâm tưởng của tổng thống. Thì thành ra là vì như vậy, vì lời hứa với đất nước như vậy, thành ra tổng thống đã phải chịu đựng tất cả những cái sự đau khổ nhất ở trên đời này, chịu nhiều sự chửi bới phỉ báng nhất ở trên đời này, mà tổng thống cũng không có hề màng tới, tại vì tổng thống đã hứa rồi, con sẽ tìm mọi cách để quay về với đất mẹ, nên như là mẹ đừng lo, con sẽ trở về trong tiếng hùng ca. Thì qua đây thì quý vị có thể thấy là tổng thống là một người rất là đa tài, nhưng mà trên cái đa tài đó, tức là một cái tâm yêu thương đất nước, yêu thương dân tộc, yêu thương nhân dân, nó trải dài trong suốt cái cuộc đời của tổng thống. Và nhờ đó tổng thống có thể là chịu đựng được những cái chuyện mà phi thường mọi người có thể không ai làm được, chẳng hạn như là tìm tu rèn thân ở trong một cái sa mạc, ngày thì nắng chang chang, gió hun hút, đêm thì lạnh cái cắt da, thú dữ vần quanh trong 20 năm ròng,
Thì thưa đồng bào, thưa quý vị có thể thấy một người có con người như vậy có xứng đáng là một người để lãnh đạo đất nước Việt Nam không? Rồi quý vị thử nghĩ tới cái tên Hồ Hồ Tạc xem, tên Hồ Chí Minh xem, tên đó và những cái tàn dư nó đã mang lại được cái gì cho đất nước Việt Nam, ngoài một một cái đất nước Việt Nam bây giờ điêu linh, dân tình ca tháng, đói khổ dốt, đi thụt lùi với thế giới. Sự chọn lựa tôi để quý vị tự có cái quyết định lấy. Và nếu mà quý vị còn nghĩ đến đất nước Việt Nam, chúng tôi đã làm sẵn cái hệ thống trưng cầu dân ý, chỉ cần 3 phút đồng hồ thì quý vị có thể cứu được cái đất nước của mình, cứu được bản thân mình, cứu được những dòng giống, những cái thế hệ sau của mình nữa. Quý vị còn chần chờ gì nữa mà không mạnh mẽ tiến ra trưng cầu dân ý? Dạ xin cảm ơn và xin chào.